Hello, xin chào các bạn nha. Mời các bạn vô xem live trực tiếp nha. Đây là những con đồng hồ nam shop cũng vừa hoàn chỉnh. Gần đây cũng nhiều lô nam lắm. Bạn xem lại mấy ngày trước thì mình cũng like rất nhiều lô nam đó. Con này hiệu siêu ranh, mã Y43 size 34, 160k, cọc số học trò, có sức mặt nhẹ. Dây này thì mình có thể chỉnh ra dâu được. Các bạn không biết thì cứ inbox Zalo shop có quay video chỉ cho các bạn chỉnh. Mã Y8 size 37 200k, hiệu da xít cũng rất mới, chống nước luôn, hộp số hộp tròn, dây chung rồi. Shop có bán trên tất cả trang thương mại khác nha bạn. Các bạn mua trực tiếp shop thì các bạn phải cọc shop mới đi đơn. Các bạn cọc từ 100k shop mới giao nha các bạn. Liên lạc qua Zalo hết nha. Mọi thông tin thắc mắc các bạn cứ liên hệ liên lạc về Zalo trên đây, mình có ghim Zalo trên đây. Này mã Y7 size 36. Hiệu Stewa kim da quang. Con này à. Con này mặc không xây được. Cây này cũng có thể chỉnh động chọc lại được bình thường. Đây, con này chỉ 100k thôi là dây chân, mặt rất to. Size 42 hiệu Vitamuso. Con này cũng rất là đặc sắc. Hiệu Formel. Con này mặc không xây được. Lịch gốc 3 giờ, có hình giọt nước. Mã Y32 size 41. Con này mã Y14 size 36 230k. Cũng rất mới. Cỡ dây này cỡ tay 17 nha, mình nới ra khi một xăng mới được nè. Là 17 đó. Nới ra xăng nữa là nó mới 17. Con này thì bên shop có tới 2 con rồi nha. Con này mã Y15 size 40. 230k. Hiệu Huy size bự. Ê, con này thì nó size 41. Mã Y18 cũng 230k. Con này hiệu da xít, có lịch luôn nha các bạn. Kim dạ quang đêm, cọc số học trò, size 35 200k mấy nhỉ. Con này mặt cảnh xa từ nha các bạn. Hơi phai nhẹ trên đây một chút, toàn là kim cương không á, dây nó phai nhẹ như quy déo nè bạn, kính mắt cạnh kim cương rồi. Chỉ 100k quá rẻ, con này mới hơn, kính cũng mắt cạnh kim cương mình với màu xanh dương. Con này thì bán 150k, mã Y4 size 32, hiệu Du Ve. Con này like được nè. Mã Y19 size 34 200k cũng rất là mới, chống nước luôn. Con này thì hiệu LBE, mã Y10 size 40 200k. Lấy đi, mình đóng cái cốt này lại xong. Chỉ 200k thôi. Bạn cố gắng xem hết video này nha. Có mấy chục con nè. Mã Y20 size 34 220k.
lịch luôn. Kim dạ quang ban đêm, mặt màu vàng be. Hiệu anh ba, hàng hiệu Vega, mã y 12 xe 33.5. Có lịch luôn. Dây bấm nè. Con này hiệu kêu ra cũng sức mạnh rất nhẹ, mã y 21 xe 34 200k. Này dây bấm rồi, hiệu Como Valentino, mã y 44 xe 35 chỉ 180k mà không xe được, mặt màu đen. Dây bấm liền, ký hiệu dây luôn. Con này chỉ 100k, toàn kim cương không. Nắp hai màu nhẹ, mã y 5 size 32 100k. Đó, dây hiệu luôn đó. Mã y 2 xe 36 200k. Bạn nào xem video mà chưa ý thì mình có thể xem video trước đây mấy ngày. Còn mấy video phía trước cũng chưa có bán hết, các bạn cứ chụp màn hình gửi lại nha. Mình ưng con nào thì shop còn con nào shop bán con đấy. Con này hiệu Stewa xe 36, mã y 130k. Dây chung à. Đây, một con hiệu Feja. Con này mà không xài được, mã y 50 199k xài 39. Dây bấm liền. Đây, con đồng hồ nữ, mã y 9 xài 31 200k. Quanh ga, con này lắp mới, sơn đen bằng thép và sơn đen. Dây mít nam size 29 chữ nhật, đo ngang qua 29, 220k, mã y 7. Đây làm con nữ cuối cùng của lô này, mã C5 C35 size 20 160k, hiệu Goe SS, mà cũng sắc sảo đó bạn. Mình bán bộ máy thôi, còn dây thì hơi xấu. Dây này nếu dây tay 15.5 16 trở lại đeo được, đeo vừa. Và chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ, mua đồng hồ cũng thật vui vẻ nha các bạn. Nhớ ủng hộ shop đó nha, nhớ đăng ký kênh của shop để theo dõi xem nhiều lô đồng hồ khác nữa nha các bạn. Bye bye.